Vệ sinh dây nội soi ống mềm là một trong những khâu quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng của thủ thuật và an toàn cho người bệnh, phòng tránh lây nhiễm chéo. Đến với Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, khách hàng hoàn toàn an tâm với hệ thống thiết bị vệ sinh nội soi tiên tiến hàng đầu, cùng quy trình khử khuẩn dụng cụ nội soi nghiêm ngặt đạt chuẩn, được tiến hành ngay sau mỗi ca nội soi. 4 bước khử khuẩn dụng cụ nội soi tại Bệnh viện Phương Đông gồm: Bước 1, làm sạch sơ bộ. Toàn bộ thân ống soi sẽ được lau sạch bằng gạc mềm, tẩm dung dịch có hoạt tính enzyme, hút dung dịch khử khuẩn, pha chất tẩy rửa có hoạt tính enzyme vào các kênh dây soi nhằm loại bỏ các cặn bẩn. Bước 2, khử khuẩn mức độ cao. Dây nội soi được đưa vào máy rửa tự động CYW201 nhập khẩu từ Hàn Quốc. Tất cả dụng cụ sẽ được diệt khuẩn triệt để, loại bỏ hoàn toàn vi khuẩn chỉ trong vòng 20 phút. Bước 3, làm khô. Sau khi được lọc rửa sạch sẽ, dây nội soi sẽ được lau khô bên ngoài và dùng máy xì có áp lực hơi để làm khô các lòng kênh bên trong. Bước 4, bảo quản. Sau khi được sấy khô, triệt tiêu hoàn toàn vi khuẩn, dây nội soi sẽ được treo vào tủ bảo quản, đảm bảo vô khuẩn, sẵn sàng để sử dụng cho lần nội soi tiếp theo. Gọi ngay 1900 1806 để đặt lịch nội soi tiêu hóa công nghệ NDI Nhật Bản tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông ngay hôm nay. Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nâng niu từng sự sống.